Tôi nghe nè Thiên. Tôi gửi hết mấy hình tư liệu tôi chụp được cho ông rồi đó. Thì ra mở Long Hải khảo sát khu đất của bà Kim Ngọc. Phát huy vai trò trợ lý của mình đi, nghiên cứu cho kỹ rồi về bàn thêm với tôi nha. Bà của ông có hỏi tôi, nhưng mà tôi không nói gì hết. Mà nè, đi Long Hải xong rủ tôi đi chung cho vui. Vui vẻ gì mà đi chung. Ở nhà lo giải quyết công chuyện với tôi đi. Còn tôi bây giờ có ở nhà, ba tôi cũng đâu tin tưởng tôi. Tôi ở nhà làm gì, tôi đi là tốt nhất. Mai tôi về rồi. Về nhanh đi còn kịp. Tôi thám thính được bên Hà Giang đang muốn chốt hợp đồng với bà Kim Ngọc. Coi nhờ, mình bị nẫn tay trên đó. Ông phải gọi liền cho bà Kim Ngọc, thuyết phục bà nhiều vô, đưa cho bên đó thêm nhiều quyền lợi cho tôi. Tại bà nội muốn chắc ăn cho nên bắt tôi phải xuống đây khảo sát. Gì vậy? Gửi hình dường chiếu cho tôi hả? Nói gì vậy bà? Tôi không phải là người biến thái gửi mấy cái hình đó đâu nha. Làm ơn xóa giùm cái. Cái hình đó là người ta chụp giỡn thôi. Trên đường đi xe xuống đây thấy em gái tội nghiệp, buồn ngủ không có điểm tựa cho mượn bờ vai thôi nha. Đừng nghĩ tùm bay tùm ba nha ba. Người ta ngủ ngon trên vai của ông như vậy, không phải hình giường chiếu thì là hình gì hả? Thằng này nó trợ lý riết nó như ông nội mình vậy. Cái thằng đi làm thì cứ nó đi làm, nó đi chơi chi vậy? Thích làm trò khác người mà. Ừ thì không có nó nhà thì con tập làm cho quen. Ba. Ba thấy con mới là người hợp ở vị trí thằng Thiên đó. Từ từ thì con cũng thấy chỗ nó thôi. Con có năng lực mà. Bà nói vậy á, người ngoài nghe được, đứng tay Bắc Nam lại mệt. Bà nói không đúng sao? Nó mang danh là giám đốc mà nó bắt con gánh hết mọi việc. Từ lúc hai đứa còn học đại học cũng vậy, con đã gánh việc học cho nó rồi. Bây giờ ra đi làm cũng vậy. Hồi đi học á, thằng Thi mặc dù nó lười thiệt nhưng nó thông minh lắm ba. Con chỉ giúp thằng Thi soạn tài liệu ôn thi thôi. Bà có biết không, nhiều môn con chật vật lắm mới qua, vậy mà thằng Thiên đậu một cái rụp. Ừ thì cứ cho nó học được đi. Còn công việc thì sao? Nó bóc lột sức lao động của con, tối ngày cứ ăn chơi liêu lỏng, thay bồ như thay áo. Còn con tới giờ này cũng chưa có mảnh tình dắt dai. Ba không hiểu sao con theo phò tá nó tới giờ này cũng hay thiệt. Cũng giống như ba, vẫn luôn bên cạnh Bác Nam, thân thiết với Bác Nam, giúp đỡ bác ấy. Công ty trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thăng trầm, ba vẫn bên cạnh bác ấy mà. Ừ thì tại ba già rồi, con còn trẻ thì phải lo cho tương lai sự nghiệp của mình chứ. Còn phải phấn đấu là trưởng phòng hay giám đốc gì đó. Không lẽ suốt cuộc đời này con cứ theo làm trợ lý cho nó hoài bà, sao? Ba, thôi mà. Con với ba cứ nói chuyện này biết bao nhiêu lần rồi. Ba có lý tưởng của ba, con có lý tưởng của con. Hai cha con của mình á, cứ làm tốt công việc hiện tại đi. Hả? Bà nè, mấy cái sổ sách chứng từ á, con giao phòng tài chính rồi. Bà kiếm con có chuyện gì không? Muốn kiếm con á thì gọi con chạy qua phòng ba. Con có tiền không? Cho ba mượn mấy chục đi. Ba, hôm qua mày gọi với con á, mày nói là ba không về nhà. Ba, làm việc thì làm việc, cũng phải về nhà nghỉ ngơi chứ. Ba cũng lớn tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe chứ ba. Con trai gửi hẳn cho ba 100.000 uống cà phê luôn, khỏi mượn. Có 100.000 làm được cái gì? Ba mượn con mấy chục triệu. Mấy chục triệu? Ba, ba làm như con giàu lắm vậy. Con ăn lương trợ lý mà. Lương của con ra sao ba là người biết rõ chứ. Vả lại con còn đang trả góp căn nhà nữa. Thì ai biểu con có nhà không chịu ở, đi mua nhà riêng chứ. Con làm trợ lý của Hoàng Thiên, ba thấy nó ăn xài như vậy, ba cứ tưởng con cũng hưởng được chút ít nào chứ. Có tiền không? Cho mượn đi con. Trước giờ
Ba đâu có thiếu tiền đâu, cũng không mượn tiền con nữa. Sao tự nhiên bữa nay lại mượn tiền con vậy? Ba, hay là dạo gần đây mẹ siết chi tiêu của ba quá, rồi lương bổng của ba mày giữ hết? Thôi được rồi, để con nói chuyện với mẹ cho ha. Con hỏi nhiều quá, bây giờ có cho ba bữa hay không? Không thì ba đi hỏi người khác. Dạ thôi được rồi, ba mượn bao nhiêu con chuyển khoản cho. Ừ, chuyển cho ba 20 đi, nhưng nhớ đừng có nói cho mẹ con biết nghe chưa. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyện, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.